đừng quá vội tin. À, tin tưởng là một điều rất tốt anh em, tin tưởng người khác là điều rất tốt, tin tưởng chính là gì ạ, lòng tin đó chính là một gì ạ, một sự một cái giá trị sống. Tin tưởng nó chính là một cái điều gì ạ, là một cái động lực để chúng ta thành công. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta tin tưởng một cách mù quáng mà chúng ta gì ạ, cũng có thể gặp những cái vấn đề trong cuộc sống. Khi bạn quá vội tin thì bạn có thể bị tổn thương, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em chúng ta nghe rất nhiều những cái ca khúc ở trên mạng, khi mà hai người yêu nhau sau đó là thề sông hẹn biển, sau cuối cùng là gì ạ, chia tay nhau, và họ gì ạ, họ rất là buồn, họ rất là đau khổ. Anh chị em thấy những cái bài hát ở trên top những cái bảng xếp hạng toàn những cái bài hát buồn, bài hát chia tay, bài hát thất tình, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì họ tin tưởng những cái lời hứa của người khác, sau đó là gì ạ, họ không thấy nhận được những cái điều đó, cho nên họ bị tổn thương, họ bị thất vọng, đúng không ạ? Nếu mà quá vội tin bạn có thể bị phản bội, đúng không ạ? Tức là khi mà mình tin tưởng mà mình không có cái sự kiểm chứng, không có sự nghiên cứu, không có sự suy nghĩ, không có sự quan sát, không có sự trải nghiệm thì có thể mình sẽ bị phản bội. Đấy. Và đôi khi á, chính mình là gây ra cái tình trạng đó, chứ không phải là người đấy. Mình quá vội tin cho nên là người ta thấy mình quá dễ dãi. Đấy. Họ thấy mình quá là gì ạ, quá là ngốc nghếch, cho nên là gì ạ, cho nên họ lợi dụng. Và khi đó chúng ta sẽ thấy là chúng ta bị phản bội, chúng ta bị làm sao, bị lừa dối, chúng ta có thể bị bán đứng nếu mình quá vội tin. Có vội tin thì chúng ta có thể bị ân hận, đúng không ạ? Ân hận bởi vì sao ạ? Mình đã trao lòng tin ở gì ạ? Ở cái người mà không đúng. Bao nhiêu anh chị em trong cuộc sống của mình đã từng có một cái niềm tin nào đó, hoặc từng tin một ai đó, sau đó chúng ta bị họ làm tổn thương, sau đó bạn bị phản bội, bạn có thể bị lừa dối, sau đó bạn đã bị bán đứng và bạn có thể bị ân hận với cái niềm tin mà không đúng chỗ, niềm tin mà không đúng người. Bao nhiêu anh chị em đã gặp cái tình huống này rồi? Huy thì Huy gặp rất nhiều, Huy gặp rất nhiều. Bởi vì Huy cũng là cái người mà trước đây á thì cũng là người rất là dễ tin, và tin một cách là thiếu cái sự kiểm chứng, tin một cách thiếu cái sự là gì ạ, là trải nghiệm, thiếu cái nghiên cứu, cho nên là mình đã từng bị tất cả những điều này, đến bây giờ vẫn bị anh chị em, đến bây giờ vẫn bị. Nhưng mà Huy có một quan điểm đó là niềm tin vẫn là một thứ rất là giá trị, niềm tin vẫn là rất là cần thiết. Cho nên là ngay cả khi chúng ta có thể bị tổn thương, chúng ta hãy sẵn sàng tin. Đó. Nhưng mà đừng đừng quá vội tin, đúng không ạ? Nếu mà để tin ấy, chúng ta hãy tin bằng trải nghiệm. Huy nói ví dụ như này, hôm trước Huy có vào trong Nha Trang, Huy mua một cái mảnh đất bất động sản. Thì khi đó thì Huy kết hợp với các cái người mà môi giới cũng như là cái người mà bán ở trong đó, thì rõ ràng là mình cần phải tin cái người mà bán đó, mình đặt cọc cho họ, họ viết cho mình cái giấy viết tay là đặt cọc, đúng không ạ? Rồi là mình mua hàng của họ, mình phải giao cho họ những cái giấy tờ, mình phải đưa cho họ những cái gọi là tiền của mình, đúng không ạ? Thế thì mình phải có niềm tin chứ, không có niềm tin làm sao mình làm việc được, đúng chưa ạ? Nhưng mà trước khi mà Huy làm tất cả điều đó thì Huy có một cái sự gì ạ, có sự trải nghiệm, Huy có sự kiểm tra. Đó là gì ạ, là Huy gọi những cái người bạn mà Huy biết ở trong khu vực đó, bởi vì những người bạn của Huy cũng vào trong Nha Trang để mà mua đất ở Cam Lâm, thì cũng có rất nhiều người cũng cũng lùm sục, cũng cũng ở trong đó, và mình kết nối với những người bạn và mình hỏi những người bạn của mình có biết cái người này không. Đó. Và một số người họ nói rằng là à, tôi biết cái người này là cái người rất là uy tín, cái người này rất là yên tâm và có thể làm việc được. Đấy. Mình hỏi một người, mình hỏi hai người, không phải vấn đề là mình không tin, không phải vấn đề là mình nghi ngờ, mà vấn đề ở đây đó là gì ạ? Đó là trải nghiệm, đó là kinh nghiệm. Khi mà mình đã có kinh nghiệm rồi thì mình cứ cứ hỏi gì ạ? Một người, hai người, ba người, hỏi ba người đều là những người rất là nổi tiếng nhé, rất là nhiều người mà rất là uy tín nhé. Đó, những người bạn của Huy là những người rất là uy tín, thì Huy hỏi ba người đấy, thì
trong thực ra là mình hỏi nhiều hơn 3 người, nhưng mà có 3 người xác nhận là cái người này là cái người uy tín và có thể chơi được, có thể làm việc được. Và sau đó thì bắt đầu mình tin, mình giao toàn bộ cái niềm tin của mình cho họ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn vẫn có cái sự là gì ạ? Kiểm tra. Bởi vì một cái người mới chơi, mới quen thì chúng ta chưa biết được. Đấy, chúng ta chưa biết được thì chúng ta vẫn cần phải có những cái gì ạ? Cái check chéo, đúng không ạ? Vẫn có check chéo. Đó. Thế thì nhưng mà chúng ta vẫn phải thể hiện cái niềm tin của mình ra. Đừng có nghi ngờ. Mình bảo là bây giờ tao đưa đưa tiền cho mày, mày không không ấy thì sao? Mày không bán hàng cho tao thì sao? Tao đưa tiền cho mày thì mày hủy cọc thì sao? Tao đưa tiền cho mày thì mày thế này thế kia là sao? Có nhiều người tiêu cực anh nhỉ. Cứ suốt ngày suy nghĩ ra những cái điểm xấu, xong đó là nói ra những cái sự nghi ngờ của mình. Thì tự nhiên làm sao? Chính cái người mà bị nghi ngờ họ không thích. Chính cái người bị nghi ngờ họ không thích làm việc với mình, họ không thích chơi với mình. Và chính cái người đó họ tự nhiên họ trở thành cái người gì ạ? Họ sẽ thể hiện ra đúng như những cái gì mà mình nghi ngờ. Bởi vì sao? Bởi vì mình nghi ngờ họ thì họ sẽ hành xử giống như vậy. Đấy là một cái vấn đề đó nha. Đó, cho nên là đừng quá vội tin, nhưng mà cũng đừng quá gì ạ? Đừng quá đa nghi, được chưa ạ? Hãy thử thách trước khi đặt niềm tin một cách hoàn toàn, và cũng đừng buồn khi những gì bạn tin tưởng không còn đúng, được chưa ạ? Bởi vì có thể có những thứ bạn tin tưởng ấy, nó là gì ạ? Nó nằm ở trong suy nghĩ của bạn thôi. Có nhiều người nghĩ rằng à, cái người này thì họ tốt thế này, họ tốt thế kia, trong khi họ không phải như vậy. Mình cứ dựng lên một cái hình bóng, dựng lên một cái hình mẫu mà nó không đúng như thế, cho nên là dẫn đến tình trạng là gì ạ? Là mình bị sụp đổ những cái gì ạ? Những cái niềm tin. Đấy. Hãy vui vì bạn biết có thể gì ạ? Biết thêm những điều ngoài những điều mà bạn đang tin tưởng. Tức là gì ạ? Ngày hôm nay chúng ta học được những cái thứ mà nó nằm ngoài những cái gì mà chúng ta tin trước đây. Ví dụ như chúng ta tin rằng là chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải công bằng, chúng ta cần phải tốt bụng, đúng không ạ? Chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải tin tưởng, đúng không ạ? Nhưng mà lại nói rằng đừng có tin. Thì mình thấy rằng cái điều này nó không đúng với những gì mà tôi đang suy nghĩ. Cho nên là có thể là gì ạ? Là mình sẽ đau khổ, mình sẽ tiêu cực, đúng không ạ? Khi mà những cái thứ mà mình tin nó lại không đến, những cái người mà mình tin họ lại không không làm, không hành động giống như những gì mình muốn, thì mình sẽ đau khổ, mình có thể buồn, nhưng mà không sao cả, mình đã biết thêm một cái điều gì đó mới. Nếu như mà mình mất một số tiền mà mình biết được một cái con người là không đáng tin thì đó là điều đáng mừng, đúng không ạ? Đó là điều đáng mừng, cho nên là không vấn đề gì cả. Nếu như mà chúng ta quá vội tin thì chúng ta sẽ gặp những cái trường hợp như vậy. Và Đức Phật cũng dạy rồi, Đức Phật cũng dạy là gì ạ? Đừng có tin, đừng có quá vội tin. Đức Phật cũng dạy nhé, ở trong kinh Kalama Sutta, nằm trong bộ Tăng Chi bộ kinh, thì Đức Phật cũng dạy 10 cái điều không nên tin. Chớ tin, tin tưởng là điều tốt, là cần thiết anh chị em nhé, nhưng mà chớ tin cái điều gì đó, vì điều đó chỉ là cái truyền thuyết. Đấy, truyền thuyết thì đừng vội tin, đúng không ạ? Hoặc nó thuộc về truyền thống, tức là cứ người này làm cái việc này thì cái người khác cũng làm việc đó, cứ làm việc đấy, làm việc đấy, thì mình cứ coi đấy là mặc định là đúng, nhưng thực ra thì nó chưa chắc đã là đúng, đấy ạ. Đừng vội tin một điều gì đó khi mà gì ạ, khi có nhiều người nhắc đến hay là tuyên truyền. Không phải là cứ nhiều người nói đúng thì nó là đúng, nhiều người nói sai thì nó là sai. Đôi khi chân lý nó không thuộc về số đông đâu anh chị em. Nó không phải cứ nhiều người nhắc đến, cứ không phải là quảng cáo là gì ạ, là đúng đâu, đúng không ạ? Cứ không phải quảng cáo là đúng đâu, đôi khi là gì ạ, là sự tuyên truyền quảng cáo. Không phải báo chí lúc nào cũng đúng đâu, lúc nào cũng mọi người cũng tin vào báo, không phải báo chí lúc nào cũng là đúng đâu, đúng không ạ? Đấy. Và đừng tin khi điều đó nó chỉ ghi ở trong sách vở hay là trong kinh điển, đúng không ạ? Chúng ta hãy trải nghiệm nó, sau đó chúng ta gì ạ, chúng ta hãy tin. Đừng tin khi mà nó là sách vở. Không phải là sách vở là tất cả đều đúng. Bởi vì sao? Sách cũng được gì ạ? Được do con người viết ra. Và con người thì có đúng có sai, có cảm xúc. Ngay cả Đức Phật cũng dạy rằng là gì ạ? Là đừng tin những cái gì ạ? Những cái lời kinh do gì ạ? Do bạn đọc được ở trong cuốn sách. Bởi vì sao ạ? Đức Phật dạy một đằng, nhưng mà các người mà soạn sách ấy, họ lại đưa thêm vào những cái gì ạ? Những cái tư duy, những cái kiến thức, những cái trải nghiệm, những cái tình cảm của họ, cho nên nó có thể bị tam sao thất bản. Có những cái bộ kinh mà cái quốc gia này dịch lại khác, quốc gia kia lại dịch lại khác, đấy, cho nên là gì ạ?
cho nên là có thể nó đi thành các ý khác nhau. Sau nhiều lần dịch, nhiều lần tái bản thì nó lại thành cái ý khác nhau. Cho nên nếu mà chúng ta tin một cách mù quáng thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ là cái người mà gặp vấn đề. Đừng tin nếu mà đó là thuộc lý luận siêu hình, tức là những cái thứ mà không có một cái chứng minh gì cả, đúng không ạ? Đừng tin nếu mà điều đó phù hợp với lập trường của mình. À, chớ vội tin nếu như mà ai đó nói cái điều gì đó phù hợp với cái gì ạ? Cái lập trường, cái ý kiến của mình. À, mình ghét một thằng nào đó, sao có một thằng khác nó đến nó nói xấu thằng đấy thì mình tin ngay, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế không phải như vậy anh chị em. Bởi vì có thể là cái thằng kia nó không xấu như thế, nhưng bởi vì là mình ghét thằng đấy, cho nên có ai đó nói về cái điều xấu về thằng đấy thì mình là gì ạ? Mình tin ngay. Và đây là gì ạ? Đây chính là những sai lầm phổ biến của những cái người làm việc trong gì ạ? Trong đội nhóm, cũng như là làm việc trong gì ạ? Xây dựng các mối quan hệ. Đúng không ạ? Đừng tin điều gì đó nếu mà điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt, dữ kiện nó không rõ ràng, không đầy đủ, không có thể kiểm chứng, đúng không ạ? Chớ vội tin điều gì nếu là điều ấy nó phù hợp với cái định kiến của mình, à, giống như cái ý kiến, cái lập trường của mình ấy, với cái định kiến của mình ấy, nó tương tự như vậy. Đấy. À, ví dụ như là mình là ở châu Á, mình có một cái niềm tin đó là về về cái văn hóa, về văn hóa của mình. Đấy. Nhưng mà ở châu Âu thì họ lại có cái văn hóa khác, họ lại có cái niềm tin khác. Cho nên là có những cái thông tin mà nó phù hợp với cái định kiến của mình thì mình dễ dàng mình tin, nhưng mà thực tế cái sự sự việc, sự vật nó đôi khi nó không diễn ra như vậy, cho nên chúng ta đừng vội tin, được nhỉ? Đừng vội tin nếu như mà cái sự việc đó nó gì ạ? Nó được ủng hộ bởi những cái quyền uy, những cái sức mạnh, à, tức là khi mà chúng ta nghe thấy một cái điều gì đó mà được nói ra từ một cái người mà rất là thành công, hoặc là của cái người mà ở bên trên mình. Đấy, thì mình mặc định là cái điều đó là đúng. Nhưng mà đôi khi nó không phải như vậy. Không phải là chúng ta không nên tin, mà chúng ta đừng chớ vội tin. Đúng không ạ? Đức Phật đã dạy điều đó rồi. Đúng không ạ? Đừng chớ vội tin điều gì khi cái điều đó được những cái nhà truyền giáo, hay là đạo sư, hay thầy của mình nói ra. Đấy, giống như Huy nói ban đầu đó, là anh chị em đừng tin những gì Huy nói. Đúng không ạ? Và cũng đừng tin những cái lời người khác nói, mà chúng ta phải có sự trải nghiệm của bản thân mình. Mình có phải suy nghĩ, mình phải ngẫm nghĩ, mình có phải sự là gì ạ? Sự kiểm tra. Đấy. Và sau khi mình tin rồi, thì cái niềm tin đó, nó là niềm tin của mình. Cái kiến thức đó, nó là kiến thức của mình. Đúng không ạ? Đấy. Bởi vì chúng ta học rất là nhiều. Có những người học Đông, học Tây, học Y, học trên YouTube, học ở đọc sách. Nó đọc nhiều quá, nó tẩu hỏa nhập ma luôn, chẳng biết ông nào đúng. Bởi vì mỗi ông nói kiểu. Đúng không ạ? Học rất nhiều, xong cuối cùng mình đã tẩu hỏa nhập ma luôn. Đấy, bởi vì sao ạ? Bởi vì mình không có sự chọn lọc, mình không có sự chọn lựa, mình không có sự trải nghiệm. Mình không đưa những cái kiến thức đó vào trong cái trường hợp thực tế của mình. À, cái kiến thức đó, nó đưa thực tế của mình, nó qua cái năng kính của mình, nó đúng hay nó sai. Đúng hay sai, dựa trên cái gì ạ? Dựa trên kết quả. Mình áp dụng những kiến thức đó vào trong cuộc sống của mình, và nó có kết quả. Tức là gì ạ? Nó giúp mình tiến đến mục tiêu thì tức là nó đúng. Nó không giúp mình tiến đến mục tiêu thì nó không đúng. Và khi nó không đúng thì mình biết rằng nó không đúng thì mình không tin nữa, mà mình sẽ tìm cái thứ khác. Đúng không ạ? Đấy, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Đấy, và đó là toàn bộ cái phần chia sẻ của Huy. À, rất là cảm ơn anh chị em chúng ta đã ngồi lại đến giờ này. À, một cái khá là muộn, đúng không ạ? Nhưng mà Huy rất là muốn chia sẻ cho anh chị em. À, có thể là có những thứ mà nó không đúng, nó không không như những gì anh chị em đã từng biết. Không phải là tất cả mọi thứ nó giống như cái ý kiến của anh chị em thì anh chị em tin. Có những thứ nó không giống những cái định kiến mà mình đã từng biết thì mình tin. Ở đây đó là chúng ta hãy xây dựng cho mình một cái tư duy phản biện, một cái tư duy logic, nhưng mà gì ạ? Có tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, tư duy mà gì ạ? Mình nghi ngờ những cái kiến thức. Những nghi ngờ, những kiến thức là điều tốt anh chị em. Đó, để làm gì ạ? Để chúng ta phát triển, để chúng ta đi lên. Đó, không phải là cứ gì những cái người bên trên nói là đúng, không phải những cái gì những người giỏi hơn chúng ta nói là đúng. Chúng ta cũng cần phải cân nhắc. Bởi vì sao ạ? Khi mà chúng ta tin tưởng hoàn toàn những cái gì những lời người trên nói, mà chẳng may họ sai, bởi vì họ là con người, họ cũng có thể sai thì sao? Và khi họ sai
thì chúng ta lại thất vọng, chúng ta lại lại buồn, chúng ta lại chán nản, chúng ta lại thù hận, chúng ta lại trách móc, chúng ta bảo ui giời, tại sao mà thầy nói mà lại sai như thế, thì thế này thế kia, xong đó là mình là gì ạ, mình lại đâm ra mình tiêu cực, đúng không ạ? Và điều đó là điều không tốt. Ở đây tất cả những điều này để giúp chúng ta làm gì ạ, giúp chúng ta luôn luôn có một cái tâm thái suy nghĩ tích cực, để chúng ta suy nghĩ tích cực, để chúng ta gì ạ, giải thoát mình ra khỏi những cái đau hận, những cái đau khổ thù hận, đúng không ạ? Và khi đó chúng ta sẽ có một cái sự kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn, ok không ạ? Rồi, một lần nữa cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta những người đã tương tác rất là nhiệt tình, đã tham gia cái phòng Zoom này. Có thể có một số cái quan điểm nó không trùng lập với những cái suy nghĩ của anh chị em thì không sao cả. Ở đây chúng ta là những cái người mà sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng lắng nghe và hãy trải nghiệm tất cả những cái kiến thức đó. Và khi mà chúng ta trải nghiệm thì chúng ta sẽ biết được nó là đúng hay sai. Đừng đánh giá nó một cách vội vàng, đừng tin một cách quá chủ quan, mà cũng đừng vội là gì ạ, là gạt bỏ nó đi, đừng vội là gì ạ, là không tin, cũng đừng vội tin, cũng đừng vội không tin. Hãy trải nghiệm tất cả những thứ đó, được không anh chị em?